xin được gửi lời chào đến biên kịch Nguyễn Mỹ Trang. Xin kính chào quý vị thính giả. Trong tuần này thì các rạp cũng tung ra một số bộ phim mới, và một trong những tác phẩm mà được nhiều người cũng quan tâm và chờ đợi đó chính là bộ phim Bí Mật Của Gió, bởi vì đây là bộ phim quay trở lại sau một thời gian khá là dài của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Với bộ phim này, biên kịch Nguyễn Mỹ Trang xem qua thì mình có những cái nhận định như thế nào ha? Thực ra đây là một bộ phim mà cũng gây một cái sự chú ý nhất định khi mà những cái phần teaser cũng như là phần hình ảnh của phim được tung ra cùng với phần âm nhạc, thì cũng đã hứa hẹn là đây là một cái tác phẩm điện ảnh mà cho thấy có sự đầu tư chỉn chu cả về mặt hình ảnh cũng như là âm nhạc. Và quả thật với những cái yếu tố hình thức như là quay phim, phục trang, trang điểm cho diễn viên cũng như bối cảnh của Đà Lạt sẽ khiến cho những khán giả điện ảnh cũng có thể hài lòng, thỏa mãn phần nào. Thế nhưng cái vấn đề của Bí Mật Của Gió thì thực sự là mình cũng ngạc nhiên đối với sự trở lại lần này của anh Nguyễn Phan Quang Bình, bởi vì đây là bộ phim mà cái lối kể nó tương đối nữ tính và hơi lê thê. Khi mà mình xem thì mình thấy cũng có ý của một bộ phim, cũng có cố gắng dụng công của những thành phần sáng tạo để mà kết nối câu chuyện chính của nhân vật của một cái cô bé tin tin một chút, có một cái cảm tình đặc biệt với một hồn ma, rồi cũng có những cái kết nối về lịch sử của những năm 1975. Nhưng mặc dù có rất là nhiều những cái tham vọng ở mặt câu chuyện, thế nhưng mà vì kể tương đối là tản mát, dài và thực sự là một thử thách đối với khán giả, nhất là những khán giả mà say mê tốc độ như bây giờ, gây một cái khó khăn để mà cảm nhận được cái câu chuyện. Cái lối kể này thì nó đẹp về hình ảnh và rất là dễ chịu về âm nhạc. Có lẽ là đây là bộ phim mà mình nghĩ là anh Đức Trí chắc không phải là đứng tên nữa mà anh ấy thực hiện âm nhạc một cách chỉn chu, nên là thấy rõ những cái sáng tác của anh Đức Trí nó rất là ăn nhập tông và nó hòa quyện lại những cái hình ảnh quay, khiến cho một bộ phim mà chưa cần biết đến nội dung thì cũng có thể khiến cho người xem muốn lên Đà Lạt. Nhưng mà mặt khác thì cốt truyện của bộ phim nó lại hơi thiếu kết nối. Một bộ phim kể về một đôi mối tình mà cũng trái ngang, éo le, giữa một bên là một người đang sống và một hồn ma, một là một cái cô bé tuổi teen năng động với một hồn ma của cái thời quá khứ của những năm 74-75. Thế nhưng cái gắn kết để mà tạo nên tình yêu lại chưa đủ mạnh. Thực sự cũng rất là chú ý và cũng để ý những người khác xem thì thấy rằng là cái đoạn mở đầu phim thì có thể gây sự chú ý, nhưng mà đến khoảng phút phim thứ 20 trở đi ấy thì khán giả rất là dễ bị lơ đễnh, mà có những người mà thậm chí tỏ rõ sự mệt mỏi. Nó là một bộ phim rất là thử thách kiên nhẫn. Ở đây thì cũng có ghi nhận diễn xuất của Khả Ngân cũng có sự tiến bộ, hay là Trần Quốc Anh cũng có sự tiến bộ. Thế nhưng mà những cái chi tiết nhỏ của bộ phim có những đoạn tốt lên, nhưng mà cái sự kết nối giữa các cảnh phim thì rất là có vấn đề đấy, khiến cho người xem rất là khó để tập trung. Mặc dù là có những cái nỗ lực về mặt hình ảnh, âm thanh, đặc biệt là phần hình ảnh, cũng lâu rồi mới thấy được là Đà Lạt đẹp như thế trong những cái cảnh quay, và rất là dụng công về mặt bối cảnh và phục trang. Thế nhưng cái câu chuyện nó mỏng, nó khiến cho mình thấy cái bệnh chung của rất là nhiều bộ phim mà dành cho khán giả bây giờ là những người làm phim quên đi cấu trúc, quên đi cái cách mà làm sao để xây dựng cái câu chuyện nó mạnh. Nó mạnh từ nhân vật, nó mạnh từ động cơ của nhân vật cũng như là những cái kịch tính để mà kết nối. Nên là nó sẽ là một cái khó khăn cho đoàn làm phim khi mà phải chinh phục những khán giả mà vốn rất là sốt ruột bây giờ. Tổng hợp lại tất cả những điều mà mình kết nối giữa tình tiết cũng như là những cái thủ pháp về câu chuyện điện ảnh, thì mình đánh giá đây là bộ phim mà cái thiên hướng kể nó hơi hướng truyền hình hóa, hơi hướng văn học và khá là khó để tiếp cận khán giả hiện đại. Tuy nhiên thì cũng không thể phủ nhận những nỗ lực về chất lượng hình ảnh, âm thanh. Cũng hơi tiếc bởi vì nếu mà bộ phim có thể ra được dịp sớm hơn và có một cái sự quảng bá đều đặn hơn thì có lẽ là nó sẽ gần với khán giả hơn. Nhưng mà ra tại cái thời điểm này, khi mà một loạt những bộ phim Tết rất là nhiều chiêu trò từ cả cách làm phim lẫn PR, thì Bí Mật Của Gió sẽ gặp khó khăn khi ra giả. Và mình vẫn mong rằng là nó sẽ đến được với những khán giả mà đi tìm sự hoài cổ, đi tìm sự lãng mạn và có thể đủ kiên nhẫn để mà chứng kiến sự trưởng thành về diễn xuất cũng như là sự xuất hiện của Linh Đan, một bạn mà học điện ảnh ở nước ngoài và đang thể hiện được mình qua vai trò của DOP của bộ phim. Và mình chấm bộ phim này nương tay một chút 6/10, và đây là bộ phim xếp hạng C16. Bộ phim Hàn Quốc Ván Cờ Sinh Tử một lần nữa cho thấy sự góp mặt của Kwon Sang-woo ở vai chính. Đây là một bộ phim kể về một hành trình đẫm máu đen tối để trả thù tất cả những kẻ đã gây ra tội ác
của một kỳ thủ rất là tài năng, có biệt danh là quỷ thủ, với người có những nước cờ mà xuất quỷ nhập thần. Một bộ phim đi hành trình và khai thác những thế mạnh môn thể thao vốn rất là phổ biến ở các nước châu Á. Đây là một bộ phim mà với những ai đam mê những màn cận chiến hay là cái sự căng thẳng của mỗi môn thể thao, mà nhất là khi mà môn thể thao này được đặt cược bằng sinh mệnh, thì cũng có những cái phần mà thú vị và có những cái sự thu hút ngay từ đầu. Khi mà phim ngoài Kwon Sang-woo ra thì cũng có sự góp mặt của rất là nhiều những diễn viên gạo cũ khác, dàn cast mà đậm đặc nam tính và có rất là nhiều những cái nét diễn thể hiện cái sự căng thẳng, kịch tính đối đầu cũng như là những cái màn chiến đấu vô cùng bạo liệt. Kwon Sang-woo ở trong vai diễn này không chỉ thể hiện phần diễn xuất nội tâm mà tiếp tục phát huy thế mạnh về hình thể của mình. Anh đã có khoảng nửa năm trời tập luyện với một cường độ rất là cao để mà đảm bảo tỷ lệ mỡ thừa trên cơ thể rất là ít. Thế mạnh của bộ phim cũng chính là những màn song đấu ác liệt ở trên bàn cờ cũng như là những màn cận chiến. Nhưng một lần nữa thì góc độ cá nhân thì mình thấy bộ phim này nó cũng rơi vào một cái điểm là tạo ra những nhân vật mà ác và những cái hành động mà trả thù đôi khi nó quá bạo liệt, không cần thiết, bởi vì thực sự là những nhân vật ác ở trong phim này ấy, họ thích như thế. Cũng thấy là một cái xã hội nó quá là tàn bạo, nó rất là đáng sợ. Và có thể đây cũng chính là lý do mà khiến cho bộ phim mà lẽ ra là chiếu vào ngày 10 tháng 1 thì lùi xuống 31 tháng 1. Bộ phim mình đánh giá ở mức điểm 6/10. Và với rất là nhiều những cảnh quay máu me, bạo lực thì đây là bộ phim xếp hạng C18.